Vâng ạ, xin chào bác, chào mừng bác trở lại với trang ký cổ kính xưa. Trước tiên rất là cảm ơn bác luôn quan tâm tới bên em vào bên suốt thời gian qua. Bác nào chưa có nút đăng ký kênh thì nút đăng ký kênh và like share nhiều, bác nào like và share nhiều em sẽ có giá tốt mà tốt. Trước tiên em vào luôn phiên ngay luôn cho nóng nhá, vì bây giờ mùa đông rồi, trời nóng lạnh, buổi tối với nhánh lạnh. Ngày nay em về nó là cây Ruyan Tốc, con này là bọc vàng trắng thì nó gọi là bạch kim, đắt hơn vàng vàng. Con này size 140, đó. Con này nó còn nguyên cả vành nhá. Tuy nhiên cái mắt nó bị về đây nó xước nhiều mà nó hơi nứt vỡ thì em bỏ mắt đi để không đó đây này không này thì cái dòng này bác mua về thay mắt cận thị lão thị viễn thị nhá. Một số bác anh hỏi em những cái gọng kính không thì muốn lấy gọng không thôi thì đây cái dòng này đây đó. Thì đây là vàng trắng nhá, con này chưa mắt đâu nhá, em nói rõ luôn thì bác mua cái gọng này về thì bác thay mắt cận thị lão thị viễn thị đoạn thị hoặc là cái mắt trắng để ngồi máy tính hoặc là đi buổi tối cho nó khỏi bụi. Mã số 1 Roland Tốc Đức Quốc xã thập kỷ 50, bọc vàng trắng và kim còn rất sáng sủa nhá. Kính cổ nó đắt là cái vấn đề hàng sưu tầm. Rất là sáng sủa luôn ạ. Và rất mới rất đẹp nhá. Đấy, bọc vàng sáng gương của nó vàng trắng nhá. Bác biết bác có thể mua một cái dây chuyền vàng trắng, dây chuyền vàng vàng trọng lượng như nhau, thì giá tiền của vàng trắng đắt tiền hơn. Ở cầu giữa cái kính là 1 trên 10 12K ghép 20 à, càng bên trái là 140 Roland Tốc Casto size 140 chuyên về nguyên zin rất mới còn trong tình trạng new mới tinh tình tình luôn xuất sắc không tì vết càng phải 140 Roland Tốc Casto rất là rõ ràng yên tâm đấy này nha chuyên về nguyên zin xuất sắc mới. Dáng này là hơi giống nó hơi còn giống đòn gánh một chút bản này bản kẻ chỉ nhá. Đó, nó có bản trơn và bản kẻ chỉ đấy, bản kẻ chỉ nó đắt tiền hơn đấy. Zone tốc size 40 dáng đòn gánh của Đức Quốc xã thập kỷ 1950 hàng chuẩn nâu thứ nhất chuẩn nâu hai sản xuất tại Nhật tái bản thập kỷ 92.000 thì bây giờ dùng nó kém hơn một số đối tượng bán kính vàng đúc của Nhật vàng bọc vàng của Nhật kính vàng đúc của Nhật thì cái kính khác kèm theo cũng là của Nhật vì đi theo lô hàng nó thùng hàng đấy. Vâng, cái kính này có giá là 4 triệu 850 nghìn, gọi là 4.850k, size 140, size to đấy nhé. Giá là 4 triệu 850 nghìn, gọi là 4.850k, bọc vàng trắng, bạch kim, đắt tiền hơn vàng vàng, lưu ý, đó là mã số 01. Rất nhanh, tiếp theo là mã số 02. Cái này mày đi rất nhanh, trong quá trình hơn 2 năm giới thiệu quán đi rất nhanh luôn. Hai đây là cái đúc bolami đoàn gánh của Pháp xưa thập kỷ 1950-60. Size 140 dòng này thì chia sẻ nhanh thôi trong quá trình hơn 20 năm thì em giới thiệu những cái dòng về kính cổ đồ cổ đồ lính Mỹ rất là nhiều rồi. Bọc vàng sáng gương nó là hàng thật còn hàng giả hàng nhái như nước trẻ để qua đêm 3-4 ngày và đối tượng hàng giả hàng nhái thì nó sẽ không bao giờ công khai địa chỉ đâu nó giấu hết cả địa chỉ cả số điện thoại thỉnh thoảng nó đề số điện thoại lên xong rồi nhắn tin qua Zalo nhắn tin qua Messenger nhắn tin qua cái phần tin nhắn với địa chỉ và số như thế là rủi ro có nghĩa là giấu nhẹm đi để cho khuất cho khó nhìn khó tìm nhưng mua bán thế là đẩy rủi ro cho khách hàng đừng mua bán kiểu thế mua bán cứ tìm địa chỉ kính cổ đồ cổ lâu năm thương hiệu uy tín hơn 2 năm một địa chỉ một số điện thoại duy nhất gắn liền trên tường ghim tường là ok kể cả nước ngoài thế ở cầu giữa nó có chuyện vuông và có số 40 biểu tượng logo hãng từ ngày xưa chuôi ve nguyên zin mua bán như thế nó mới sướng địa chỉ số điện thoại nó rõ ràng dễ nhìn dễ tìm thấy đúng không tư vấn cố vấn xuyên lục địa ngày đêm nhiệt tình chu đáo hết mình thực tế thì còn mua bán anh ở đâu mang qua xem bưng rồi là em bán online thế thì không được riêng em cái bác nào đến cái điện thoại trước là em ok là em sắp xếp thôi vì có lúc em cũng hay đi vắng có lúc em đi gửi hàng có lúc thì là em đi thẩm định đi giá đồ và con này sang 140 với giá là 7 triệu đồng nó là mã số 2 giá là 7 triệu đồng gọi là 7.000k tốc bộ là đoàn gánh của Pháp xuân thập kỷ 50-60 mã số 02 giá là 7 triệu đồng hoặc là 7.000k nhé xuất sắc đấy và hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì em bao ship bác nội hoàn chỉnh ship code đấy hay gọi giao hàng thu tiền thì vui lòng đặt cọc 100-200k tùy theo giá trị kính về thời gian bán hàng bán cực kỳ thoải mái từ 8 giờ sáng đến 2-3 giờ từ 8 giờ đến 11 giờ tối tất cả các ngày tuần không nghỉ ngày nào của ngày lễ Tết với điều kiện bán điện thoại trước tránh từ nhận đến xuất thôi thế thôi là ok và đó là mã số 02 và rất là nhanh thôi và tiếp theo là mã số 03 xem là cái gì à?
Mã số 03 đây là cây Amor. Vâng, đây là Amor chuột trương. Con này size 135. Nhưng chiều đấy là càng 135 nhá, còn ngang của nó là 13,85, xích sắt 14. Mọi thứ rất là rõ ràng. Amor, chơi chuông, sao? Cầu giữa có chữ Amor và cái chuyện vuông càng phải là Amor Marie France. Thông tin thông số rất là rõ ràng và rất là yên tâm. Chuôi ve còn trắng tinh. Đấy, Amor la lúa đấy. Dòng la lúa chơi chuông. Đây, Amor Mararin France. Đấy, chuôi ve sáng. Càng thì con này sai ngang nó là 13,85, khi sắp 13,9. Gọi là 13,9 đi. Và đây là mã số 03 nhé. Và có giá cũng rất là êm ái luôn. 4 triệu 2, gọi là 4.200k Amor la lúa. Giá là 4 triệu 2. Cái dòng này bác mua về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị rất ok. Dòng này bác mua về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị nhé. Em nhấn mạnh thế bởi vì sao? Vì nhiều bác chưa hình dung ra được. Vì mắt nâu trà là sở thích của em thôi. Sau này bỏ mắt nâu trà đi, thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị nhé. Cứ riêng cái này sẽ có fix. Đó. Đó là mã số 03 đã xong. Bây giờ đi sang mã số 04. Mã số 04 là đây là một cây đòn gánh, đây là dòng Chidon Midas. Bọc vàng của Anh Quốc xưa, thập kỷ 1950. Con này còn rất là mới, độ mới rất là cao. Cái dòng này em chia sẻ cũng rất là nhanh thôi. Trong quá trình hơn 2 năm. Con này size là size 140, size 3, tương đương size 145. Càng rất là dài, đeo rất là thoải mái ạ. Vâng. Dáng rất giống số đòn gánh. Khi số đòn gánh ra thì tất cả cái hãng này nó cũng ra. Để là cạnh tranh trực tiếp về giá cả, cực kỳ tốt ạ. Vâng. Số đòn gánh thì cái bản nó to hơn bản này. Đó. Còn chi điện Bidat thì nó bản này nó hơi nó nhỏ số lượng gánh một chút xíu, tuy nhiên được cái là giá nó cực kỳ tốt, giá nó cực kỳ êm và giá rất là hợp tình hợp lý, hợp ví túi các bác luôn đấy. Đấy là cái điểm rất là sướng ở chỗ đấy. Cầu giữa này có tốc 20/1000, mở quá. Càng trái là số 140, càng phải là chi điện Bidat. Thông tin thông số rất là rõ ràng nhé. Đây càng trái 140 đây. Đấy, càng phải là Chidon Midas đây. Cầu giữa thì nó hơi mờ. Đây, cầu giữa đây. Đấy, cầu giữa thì nó hơi mờ. Đấy, càng phải nó còn rõ một tí. Càng trái nó cũng hơi mờ mờ lắm. Đó. Size 140. Vâng, cái này kính này có giá là 7 triệu rưỡi, gọi là 7.500k. Chidon Midas bọc vàng Anh Quốc xưa thập kỷ 1950 của Anh Quốc xưa, hàng phải đau nhất nhé. Giá là 7 triệu rưỡi, gọi là 7.500k. Đó là mã số 04 nhé. Vâng, đây là mã số 04, giá là 7 triệu rưỡi và 7.500k trên Midas. Tiếp theo là mã cuối cùng là cây chữ H, đây là chữ H ở đây. Đây là cây Cambridge H của Pháp xưa thập kỷ 1950-1960. Con này size 140, cái dòng này về nhiều, đợt này mới về thêm mấy cây. Em nên luôn vào ngay cho nóng, để lâu nó lại nguội lạnh. Thời tiết mùa đông ở miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng thì bây giờ nó rất là lạnh. Đặc biệt là Hà Nội khá rất là lạnh luôn. Cambridge H, chuyên về nguyên zin. Cầu giữa có cái chuyện vuông Cambridge và số 22. Càng phải có một chuyện vuông, càng trái cũng thế. Thông tin thông số rất là rõ ràng, chuyên về nguyên zin. Rất là an tâm luôn đó. Và đó, có chuyện vuông đây, bên này cũng thế này. Đó. Ve còn trắng tinh này. Ve còn trắng tinh này. Đó. Size 140 thì rất là vừa vặn tất cả khuôn mặt tất cả các bác các anh em, rất là ok. Đấy, đeo lại nữa để các bác ngắm thể cái vẻ đẹp của kính như thế nào, ra làm sao. Đấy. Em bao giờ cũng quay ngang, quay ngửa, quay xuôi dọc để các bác ngắm được vẻ đẹp của kính như thế nào. Và cái kính này có giá là 13.950.000, gọi là 13.950k, phá giá thị trường trước con này là 14.450 đấy. Nhưng mà để trên các bác của em hơn 20 năm bán tại nhà Trần Trinh thì luôn luôn đưa ra các chính sách giá tốt. Vì khi nhập một số lượng kính cổ, đồ cổ, số lượng lớn hàng nghìn cái thì có cái giá tốt, giá đẹp thì cũng bán cho bác cái giá tốt, giá đẹp. Vâng, 13 triệu 950 nghìn hay là 13.950k.
13 triệu 950 nghìn, hay gọi là 13.950k. Tất cả sản phẩm bán ra đều được bao trước bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ. Bác yên tâm về giá cả của sản phẩm. Đó. Bác mua bán kính của đồ cổ nên nhìn vào cái địa chỉ và số điện thoại, nó phải cắn liền trên tường kim tường. Một địa chỉ, một số điện thoại nhất. Còn ngày nay nhiều đối tượng nó đang chụp rất nhiều kính, đặc biệt là dòng như Solex, đòn gánh, chét, sống trâu, quả trứng. Khi chụp lên đối tượng không ghi địa chỉ, không ghi số điện thoại. Thỉnh thoảng mới cho số điện thoại lên xong là inbox qua địa chỉ, inbox qua đề số điện thoại đây, Zalo số điện thoại, xem góc mặt cũng Zalo số điện thoại, xong là inbox qua Zalo, inbox qua địa chỉ, nhắn tin qua địa chỉ, qua tin nhắn, nhắn tin qua Messenger. Mua bán thế thì về kính của đồ cổ hay là đồ của năng hiệu thế thì rất là rủi ro, đa phần sẽ dính về hàng dởm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Một số đối tượng nó còn giả danh cái trang kính cổ của em rồi kính mất cổ xưa, xong rồi bán nó không ghi địa chỉ số điện thoại đấy. Cho nên em phải nhấn mạnh ở đây, em bán về kính của đồ cổ luôn luôn ghi địa chỉ và số điện thoại, một địa chỉ nhất, một số điện thoại nhất, bao giờ cũng ghi trên tường, gắn tường một cách rất rõ ràng để các bác ở gần ở xa đi đâu có thể tạt qua tiện, rẽ qua được. Ví dụ như các bác ở Sài Gòn ra, các bác ở các tỉnh đi đến cuối công việc có thể tranh thủ rẽ qua em thì vừa biết địa chỉ vừa biết được số điện thoại luôn, địa chỉ nhà rõ ràng. Mua bán bất kể kính của đồ cổ, đồ quần áo hiện đồ đắt tiền nên mục sở thị nhà có làm sao bán vạ được, không nên mua cái địa chỉ không rõ ràng, địa chỉ nơi nhà nơi. Đối, nhiều đối tượng nó bán giống hệt kính này mà giá 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu nhưng lại hẹn là cổng siêu thị, cổng trung tâm thương mại, chân chung cư, cổng trung tâm thể. Mua bán thế là đẩy cái sự rủi ro khách hàng, kể cả quần áo hiệu cũng thế. Vì em chứng kiến nhiều anh em bị cái túi hàng hiệu rồi áo da các thứ nó hay giấu cái địa chỉ, nó chỉ có mỗi số điện thoại mà nó sử dụng rất nhiều sim số đẹp, sau đó nó bỏ. Nên rất nhiều anh em đã bị rơi vào cái bẫy. Cái trường hợp của một số bác đã mạnh dạn đăng lên để bóc phốt cái đối tượng đấy ở một số cái hội nhóm nhưng lập tức quản trị viên đã xóa, bởi vì anh ấy bị nó lừa cái kính số còn gánh, không em không nhớ là 9 triệu rưỡi hay 1 triệu rưỡi em không nhớ, còn rất là mới, em bảo cái ra đồ mới như thế không bao giờ có ra đó đó. Cho nên là khi bác ấy đến nhà em thẩm định, khi em thẩm định định giá cái kính ấy xong thì cái sổ gạo cơm nguội của bác ấy đi tìm mãi chả đâu đấy. Cho nên là lưu ý cái vấn đề nhá, mua bán kính của đồ cổ phải chọn cái địa chỉ và số điện thoại, nó phải rất là rõ ràng, một địa chỉ một số điện thoại nhất. Đây là mình nhấn mạnh thế, bởi vì sao, cứ lâu lâu là em đi gặp có những bác bị dính cái đèn, có bác nữa dính cái bình, có bác dính đồng hồ, có bác dính bật lửa dính khá nhiều luôn đấy. Nãy mình nói bật lửa như là bu bông Cartier dính nhiều lắm. Và một lần nữa rất là cảm ơn các bác dành thời gian xem video của em, nó vừa dài vừa thô. Bác nào chưa kênh nhấn nút đăng ký kênh và like xem nhiều, bác like xem nhiều em sẽ có giá tuôn văn tốt, thế nên mới sướng và hay ở chỗ đấy. Và xin chào tạm biệt các bác.